Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phải quyết tâm dập dịch trong 2 tuần. Quận Gò Vấp khẩn đề nghị cho người lao động thuộc quận làm việc tại nhà. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Tai nạn bất ngờ, tông hai người tập thể dục, người đàn ông chạy xe máy tử vong. Trung Quốc cho phép sinh 3 con, các công ty mẹ và bé trúng đậm. Những nụ cười đã trở lại Tây Ban Nha. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 1 tháng 6. Trước tiên là những diễn biến về tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ca bệnh ở nhiều quận huyện. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Một cập nhật đến trưa ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, Bắc Giang 32 ca ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Còn Bắc Ninh có 9 ca, Lạng Sơn 8 ca, Long An 1 ca. Hiện số ca mắc mới vẫn đang tăng nhanh ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Còn trong sáng ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 111 ca COVID-19 mới. Đáng chú ý, tại thời điểm cập nhật vào sáng nay, lần đầu tiên kể từ đầu đợt dịch, thành phố Hồ Chí Minh vượt điểm nóng Bắc Giang với 51 ca, trở thành địa phương nhiều ca mắc nhất nước trong sáng nay. Một quyết định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần thông tin đến người dân. Kể từ 17 giờ ngày 1 tháng 6, thành phố này tạm dừng hoạt động của các chốt, trạm kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố. Tổ trưởng các chốt, trạm kiểm dịch được phép căn cứ tình hình thực tế để chủ động triển khai thực hiện việc rút lực lượng kiểm soát tại các chốt, trạm đảm bảo trật tự an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện có nhiệm vụ cân nhắc chủ động thành lập các chốt, trạm kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp cần hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm soát, các địa phương báo cáo đề xuất cụ thể trên Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết. Cũng trong sáng nay, làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp quyết tâm dập dịch trong 2 tuần. Ông Bình đánh giá trước đợt dịch bùng phát này, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời áp dụng các biện pháp quyết liệt nhất để kiểm soát dịch bệnh. Dù có thể còn phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm trong thời gian tới, nhưng ông Bình tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Ngoài ra, cần đánh giá, kiểm định lại tình hình tại sao thời gian qua cả nước đã chống dịch rất tốt, nhưng đợt này dịch lây lan tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lại mạnh mẽ như vậy. Một số cập nhật khác đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 1 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên làm việc tại Bệnh viện quận Tân Phú sau khi bệnh viện này lấy mẫu tầm soát toàn thể nhân viên y tế. Bệnh viện đã truy vết các trường hợp tiếp xúc và có liên quan. Hiện bệnh viện có gần 600 nhân viên và 47 bệnh nhân, thân nhân người nhà đang điều trị nội trú. Sáng nay 1 tháng 6, bệnh viện tiến hành cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc và liên quan các ca bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các khoa, phòng liên quan đến các ca bệnh trên. Trong khi đó, chợ Phú Nhuận tạm ngưng hoạt động và một khu vực xung quanh chợ đang được khoanh vùng vì vừa phát hiện thêm một người nghi mắc COVID-19 sống tại đây. Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người, trong khi đó liên quan 2 người con trong gia đình có 3 người bị nhiễm COVID-19 ở Long An đang diễn biến rất nặng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xác nhận người em đang nguy kịch, còn người anh đang được chuyển khẩn cấp lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Ghi nhận tình hình hoạt động các chốt kiểm soát ra vào quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày thứ hai thực hiện yêu cầu theo chỉ thị 16. Dù các lực lượng rất nỗ lực, nhưng đến 8 giờ ngày 1 tháng 6, hai chốt buộc phải xả do lượng người ùn ứ quá đông. Đơn cử, tại chốt kiểm soát ở đường Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, sáng sớm dòng xe đã bắt đầu dồn về. Người dân đi từ hướng Gò Vấp ra Phạm Văn Đồng phải có giấy xác nhận của công ty đi làm mới được giải quyết qua chốt. Với hướng vào Gò Vấp, người dân trước khi vào đường Phan Văn Trị, ngoài giấy tờ hợp lệ như giấy tờ xác nhận làm việc tại công ty, còn phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người đi ra và đi vào Gò Vấp không mang giấy tờ hoặc không phải đối tượng được ra vào đã bị chặn lại, nên họ năn nỉ xin qua, khiến cán bộ tại chốt mất rất nhiều thời gian để giải thích và hướng dẫn quay đầu xe. Hôm qua ngày 31 tháng 5, tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp đã diễn ra và quận phải xả trạm. Tuy nhiên, hôm nay tình trạng lặp lại nên quận tiếp tục xả trạm.
Trong 2 ngày giãn cách đã qua, chính quyền quận Gò Vấp TP.HCM phải xả trạm kiểm soát cả 2 ngày, cho thấy việc thực hiện yêu cầu này rất nan giải. Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài quận, nơi có người dân Gò Vấp làm việc, cho phép người lao động được làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho công tác chống dịch. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, qua 2 ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và quan sát tình hình giao thông, quận nhận định doanh nghiệp vẫn cần hoạt động, người dân vẫn cần mưu sinh. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất cần phải ưu tiên đặt lên hàng đầu của thành phố và quận hiện nay là kiềm chế và dập tắt dịch. Hơn nữa, Gò Vấp đang là điểm nóng với số ca nhiễm lớn nhất nên UBND quận mong các doanh nghiệp và người dân cùng chung tay ủng hộ. Theo ông Dũng, để giữ an toàn sức khỏe, phòng ngừa lây lan dịch bệnh từ Gò Vấp ra toàn thành phố, Gò Vấp đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài quận, nơi có người Gò Vấp làm việc, cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc cho nghỉ hưởng lương hay trợ cấp khó khăn. Chỉ còn 11-12 ngày công nữa thôi, nên Gò Vấp mong sự chia sẻ này. Trước các khó khăn, nhất là vấn đề kiểm soát người, phương tiện ra vào quận Gò Vấp, chiều ngày 1 tháng 6, lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở ngành và quận này đã họp bàn giải pháp tháo gỡ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị quận Gò Vấp lập hai hệ thống chốt lớn và nhỏ. Chốt lớn được đặt tại các tuyến đường của Gò Vấp hoặc địa bàn giáp ranh. Đối với những chốt này, do lượng phương tiện và người qua lại đông nên có thể kiểm soát theo phương pháp xác suất. Quận Gò Vấp phải quy định lại mức độ kiểm soát theo giờ. Giờ cao điểm, người và xe quá đông có thể kiểm soát xác suất, còn những khung thời gian người và xe đi lại ít có thể kiểm tra 100%. Đối với những chốt nhỏ sẽ được đặt ở những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, quanh khu cách ly, phong tỏa, để kiểm soát chặt người ra vào. Số lượng các chốt được lập tùy thuộc vào nguồn lực của quận. Ông Đức yêu cầu quận Gò Vấp có thể họp với lãnh đạo các địa phương có địa giới hành chính giáp ranh để cân nhắc lại các vị trí lập chốt. Các địa phương khác phải xem đây là nhiệm vụ chứ không phải nhờ vả. Chốt lập trên địa bàn nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm. Một lo ngại được ví như quả bom COVID-19 khi nhiều chợ ở TP.HCM tấp nập. Theo đó, khách đông đúc khiến nhiều chợ ở TP.HCM tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm dịch COVID-19. Sáng ngày 1 tháng 6, một chợ lẻ không tên trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh thu hút khá đông kẻ bán người mua trong một không gian nhỏ hẹp. Thậm chí, nhiều thời điểm khách hàng chen nhau bởi đoạn đường nhỏ hẹp lại bị kẹt xe. Tương tự, tại chợ tạm trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, dù giáp ranh với vùng dịch là Gò Vấp, nhưng chợ vẫn thu hút đông khách hàng. Một số người bán còn không đeo khẩu trang. Còn tại hầu hết các điểm siêu thị ở TP.HCM đều ổn định, lượng hàng dồi dào, khách chỉ rải rác. Tuy vậy, để đảm bảo phòng chống dịch, nhiều siêu thị đã tăng cường thêm giải pháp mạnh. Tại TP.HCM, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố cho biết, từ ngày 1 tháng 6 trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát Giao thông sẽ kiêm nhiệm việc xử lý người tham gia giao thông không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Cảnh sát Giao thông khi làm nhiệm vụ, nếu phát hiện người dân không mang khẩu trang, sẽ lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi này. Có mức phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm. Đối với các phương tiện vận tải hành khách, nếu không tuân thủ giữ khoảng cách giữa các hành khách hoặc chở quá số người theo quy định của TP.HCM sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Tiếp theo là những hình ảnh cảm động về y bác sĩ đang chống dịch ở Bắc Giang. Hiện có gần 3.000 y bác sĩ, học viên y khoa từ nhiều tỉnh thành cả nước đã về Bắc Giang chống dịch trong cái nóng gay gắt giữa mùa hè và bộ đồ bảo hộ. Bắc Giang đang là điểm nóng nhất của dịch, với số ca mắc ghi nhận nhiều nhất nước và vẫn đang tăng hàng ngày, vẫn chưa tới đỉnh dịch. Dự báo F0 sẽ tiếp tục tăng, đời sống người dân đang bị đảo lộn khi 8 trên 10 huyện thị của Bắc Giang phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, trong khi mùa vải đang sắp vào chính vụ. Từ khi dịch bùng phát, các y bác sĩ tại chỗ căng mình ra chống dịch. Thiếu nhân lực, vật lực, tỉnh phải huy động cả sinh viên trường y vào cuộc. Và trong những ngày khó khăn, y bác sĩ từ Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM, Nha Trang đã đến chi viện cho Bắc Giang. Bản tin 30 giây nóng sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Cơn mưa chỉ khoảng 20 phút chiều ngày 1 tháng 6, nhưng lượng mưa rất lớn khiến một số đường ở phía đông TP.HCM bị ngập nặng. Đoạn đường Võ Văn Ngân, từ nhà thiếu nhi Thủ Đức đến chợ Thủ Đức, nước chảy ồ ạt. Tại đường Lã Xuân Oai, thành phố Thủ Đức, mưa lớn khiến đường ngập hơn nửa mét. Không chỉ xe máy mà xe khách cũng bị chết máy khi qua đoạn đường ngập sâu. Nước còn tràn vào nhà dân hai bên đường gây hư hỏng đồ đạc. Các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức tuy không ngập nặng, nhưng nước chảy tràn khắp đường, nước còn trào ngược từ cống thoát lên. Đoạn đường Võ Văn Ngân từ nhà thiếu nhi Thủ Đức đến chợ Thủ Đức, nước chảy ồ ạt.
Các cống thoát tại đây đã bị quá tải nên sau 15 phút tạnh mưa, nước vẫn chưa rút hết. Riêng lượng mưa chiều nay đo được tại Thủ Đức đạt xấp xỉ 50mm, Nhà Bè 30mm. Nguyên nhân gây mưa là gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Một thông tin thu hút sự chú ý được cập nhật chiều nay, bà Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì nội dung livestream. Theo đó, Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bị đơn Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần livestream nói chuyện, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc trên các fanpage. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút rất nhiều lượt xem, quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Mới đây, ngày 14 tháng 5, bà Phương Hằng đã livestream gọi tên bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn. Ngay sau đó, bà Giàu đã làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1. Hiện vụ việc đã được Tòa án Nhân dân quận 1 thụ lý giải quyết. Bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền 1.000 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm khóa cửa kiosk nhốt hai vợ chồng người bán hoa rồi tẩm xăng đốt ở thành phố Thủ Đức. Nạn nhân là vợ chồng anh PL, 32 tuổi và chị NTBL, 27 tuổi, cả hai tạm trú phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút sáng ngày 1 tháng 6, xảy ra một vụ cháy kiosk trên đường Nguyễn Văn Thạnh, khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, do vợ chồng anh PL thuê buôn bán hoa thời gian qua. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng xuống hiện trường cùng người dân phá cửa kiosk, dập tắt đám cháy, đưa hai vợ chồng bị thương nặng đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, ghi nhận khu vực cháy có mùi xăng, nhiều vật dụng quần áo, xe máy đã bị cháy. Cách hiện trường không xa, phát hiện có một can nhựa nghi đựng xăng liên quan đến vụ cháy. Qua trích xuất camera, ghi nhận trước đó có một thanh niên đã khóa cửa ngoài kiosk rồi dùng xăng đốt cháy. Khuya ngày 31 tháng 5, tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp TP.HCM thực hiện kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, vừa kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Khi đến trước số 142 đường Trần Thị Nghỉ, phường 7, tổ 363 phát hiện hai nam thanh niên đi cùng trên một xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Khi vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người ngồi sau đã nhanh tay lấy ra một gói ni lông màu trắng từ túi quần, vứt xuống đường. Làm việc với công an, người vứt gói ni lông khai tên BQD, 28 tuổi, và D thừa nhận trong gói ni lông đó là ma túy dạng đá, được cất giữ để sử dụng. Tổ công tác đã giải tán nhiều điểm tập trung đông người, tổ chức ăn uống trong thời gian giãn cách xã hội, nhắc nhở các trường hợp không giữ khoảng cách giữa người với người. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng sớm ngày 1 tháng 6 là một cảnh báo cho nhiều người. Theo đó, gần 5 giờ sáng cùng ngày, anh Phạm Minh Phước, 45 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai, chạy xe máy trên đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, hướng từ khu công nghệ cao đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến đoạn qua nhà máy nước Thủ Đức thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, đã tông trúng bà Nguyễn Thị Mười, 63 tuổi và ông Trần Văn Lợi, 67 tuổi, cùng ngụ phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, đang đi bộ tập thể dục ở sát lề đường. Hậu quả làm anh Phước chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng lưu ý đến người dân khi đi tập thể dục nên quan sát thật kỹ, đặc biệt những tuyến đường có xe cộ lưu thông nhiều nên hạn chế ra tập thể dục. Một cảnh báo coi chừng ngộ độc với thức ăn chế biến từ côn trùng. Theo ghi nhận, thời gian gần đây nhiều người nhập viện điều trị sau khi ăn thực phẩm chế biến từ côn trùng, trong đó phổ biến nhất là ve sầu và nhộng. Từ đầu tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước cấp cứu nhiều trường hợp ngộ độc do ăn ve sầu, trong đó có 2 ca bị ngộ độc nặng, sốc phản vệ độ 3, có triệu chứng thần kinh, lơ mơ, vật vã. May mắn cả 2 ca đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên thoát chết. Tương tự, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, bệnh viện đã cứu nhiều bệnh nhân dị ứng sau khi ăn nhộng. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý. Trung Quốc đã thông báo sẽ cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh 3 con. Đây là sự thay đổi chính sách quan trọng so với giới hạn 2 con trước đây. Biện pháp này được hiểu nhằm giải quyết vấn đề già hóa dân số và duy trì ưu thế về nhân lực. Chính sách nới lỏng cho việc sinh con được Bắc Kinh đưa ra chỉ 3 tuần sau khi công bố điều tra dân số năm 2020. Trong đó cho thấy tỷ lệ tăng dân số của Trung Quốc thấp nhất trong nhiều thập niên. Các chuyên gia đánh giá rằng điều này gia tăng sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc, vốn dựa nhiều vào lực lượng lao động trẻ, nhằm hỗ trợ dân số đang già đi và giữ tăng trưởng ở mức cao. Trước đây, chính sách một con ở Trung Quốc
có hiệu lực trong hơn 35 năm khi Trung Quốc cố gắng giải quyết tình trạng đông dân. Năm 2015, chính quyền công bố việc nới lỏng cho phép sinh hai con mỗi hộ. Quyết định trên đã lập tức được các nhà đầu tư hưởng ứng khi cho rằng việc các gia đình Trung Quốc được sinh ba con sẽ tạo cú hích cho các nhà sản xuất đồ chơi trẻ em như xe đẩy, ghế ngồi. Cổ phiếu của các nhãn hàng gắn với sản phẩm thai sản và trẻ em sẽ tăng mạnh ở Trung Quốc và Hồng Kông ngay trong ngày 31 tháng 5. Cũng liên quan đến Trung Quốc, quốc gia này đã kéo giàn khoan lớn nhất thế giới ra Biển Đông. Theo đó, giàn khai thác biển sâu số 1 nặng hơn 100.000 tấn sẽ được kéo ra Biển Đông để khai thác khí tự nhiên ngay trong tháng 6 này. Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC cho biết, việc lắp đặt các thiết bị trên giàn biển sâu số 1 đã hoàn tất vào hôm 29 tháng 5, đồng thời khẳng định đây là giàn khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên lớn nhất thế giới. Tại Tây Ban Nha, tín hiệu phấn khởi được ví như những nụ cười đã trở lại quốc gia này. Theo đó, khi lệnh phong tỏa toàn quốc được gỡ bỏ vào giữa tháng 5, lần đầu tiên sau gần một năm, người dân ở đây đã có thể tự do đi lại. Những giọt nước mắt sung sướng đã rơi trên má những người bà khi lần đầu tiên được nhìn thấy đứa cháu mới sinh của mình, dù chỉ sống cách nhau vài chục cây số, hay những người con lần đầu tiên được trở về thăm cha mình trong viện dưỡng lão ở quê nhà. Trước đó, lúc nửa đêm ngày gỡ bỏ lệnh phong tỏa, hàng ngàn người Madrid tụ tập tại quảng trường Mayer reo hò, nhảy múa để kỷ niệm ngày lịch sử này, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống của người dân Tây Ban Nha, đánh dấu việc cuộc sống đang dần trở lại bình thường như trước đây vốn có. Cũng như người dân Tây Ban Nha, dù vẫn còn nhiều lo ngại, nhưng việc được tự do đi lại cũng mang lại cho người dân châu Âu một niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sau đây là một số thông tin thời tiết người dân cần theo dõi sát diễn biến, đáng chú ý với tình hình nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 6. Còn ghi nhận trong ngày 1 tháng 6, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 đến 19 giờ. Khu vực Hà Nội cũng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.